con xe Isuzu lần này có là con xe màu xanh dương. Nghĩa là màu xanh dương nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ tôn lên cái cụm đèn pha chính của nó. Vâng, cụm đèn pha thì thiết kế không lẫn vào đâu được của Isuzu. Vâng, rất là đẹp. Dạng như kiểu là hình hình gì nhỉ? Mình không biết nên miêu tả nó là cái hình gì. Với các cái đường nét cắt rất là vuông góc và các thiết kế xe của người Nhật ấy, thì thường thường là rất là đẹp. Và đặc biệt hơn là đối với dòng Isuzu này thì cũng lại càng đẹp hơn bởi vì thiết kế của nó rất là thông thoáng với một cái góc chữ A rất là nhỏ và cái điểm mù của cái con xe này rất là thấp, điểm mù cabin của các dòng xe Nhật rất là thấp. Đó. Đặc biệt đối với dòng Isuzu rất là thấp và cái độ bao quát khi quan sát của nó rất là lớn và nó ít điểm mù hơn so với các cái dòng xe tải khác. Và mình đang cứu hộ một cái con, nói chung là không phải là cứu hộ mà là đi nhận giao, giống như kiểu là mình đang nhận vận chuyển cứu hộ, đi trả đi, đi đi giao xe cho một khách hàng độ xe tại một cái gara. Đây là một cái gara nha nha. Đó. Xe được chất lên xe rồi. Một con xe thể thao coupe, không phải là coupe mà dạng như độ thể thao em. Rất đẹp, con xe con này cũng rất đẹp, cực kỳ đẹp, bốn cửa, bốn chỗ, Toyota gì đấy, đằng sau mình quên rồi. Con này sẽ là số sàn. Vâng, nội thất của con xe được mình cứu hộ cũng đẹp không kém gì, rất là đẹp, cả xe cứu hộ đẹp và cái xe được cứu hộ trong đây cũng đẹp, đẹp không kém. Rác có lẽ đây là cái Honda, quên Honda, rác rất là đẹp anh em ạ. Vâng, rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ khởi động động cơ lên và chúng ta sẽ cho xe lăn bánh. Vâng, một chặng đường gian nan rất là dài đang chờ chúng ta ở phía trước, một con đường rất là gian nan và vất vả. Bye.
năm tấn quay đầu lại thì có lẽ là cái tổng mã lực của nó là 100 năm mã lực hay sao ấy. Thì theo mình đánh giá thì nó cũng rơi vào khoảng tầm khoảng 3 tấn quay đầu lại hoặc là hơn 3 tấn chỉ 3 tấn một xíu. Đấy bây giờ đi có hơi ba quẹt vào, nói chung là không nghĩ con xe tải cho này là hơi chạy nhẹ quá, rồi chưa lại. Mọi điều kiện thời tiết như ban ngày, ban đêm và trời mưa nhé nha. Đó, giờ là cái kiểu ban đêm trời mưa. Và thực ra cụm đèn của Isuzu nó chỉ có 2 đèn chính các bạn, còn bên trên là đèn nhang, đang có là bên trên, còn bên dưới là cụm đèn sinh ngủ. Chung là cụm đèn này có chỉ là vui thôi, nó không sáng nhé. Còn thiếu một cái cụm đèn bên nó hơn thế này, nhưng mà nó cũng có nhưng mà nó không sáng như lắm. Đây là có này. Đường nó khó đi không ạ? Đây là đường học rót mà.
xe của chiếc Honda cũng rất là chịu chơi, bán hẳn xe từ để độ. Ra thì có một con đường, nhưng mà đây là con đường tắt, một đường tắt, còn một con đường vòng chạy rất là dài. Nên là này để tiết kiệm thời gian, như là chạy ngày tuần mới, là bác tài quyết định là chạy đường vòng tròn như này đây. Cũng mất một đoạn đường cũng tương đối là dài dài đấy.
bây giờ thì mình đã ra khỏi cái đoạn đường cross nãy giờ, giờ ra đoạn đường này thì nó cái đoạn đầu tiên nó hơi có một chút đá đá giữa đường chạy nét bên này và cả xe cũng ổn luôn. Thank you.
Có lẽ thì chuyến hàng của mình cứu hộ nói chung này đi cứu hộ giao nói chung này vừa đi cứu hộ và vừa đi chở hàng giao xe cho khách thì cũng đã kết thúc. Vâng, kết thúc tại đây thì mình có di chuyển trong cái gara trong kia ra ngoài này để chuẩn bị giao cho khách hàng, và có lẽ thì video của mình cũng xin được phép kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu hay đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ các bạn đã theo dõi video. Đoạn đường đi cũng khá khó khăn, cuối cùng thì đã tới nơi một cách an toàn, không có hư hỏng gì về xe. Có một đoạn bắt tài bơm cũng khá là kinh nhưng mà chạy rất phê. Cảm ơn các bạn và chúc bạn xem video vui vẻ, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video lần sau.